Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe 24 giờ của em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản L, năm sản xuất 2021, phiên bản 2021 ạ. Vậy thì video này sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng năm bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Honda City bản L có gì không. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì mới comment phía dưới cho em nhé. Để em sẽ lên một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh em nhé. Bởi vì kênh Xe Hay Giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng năm bánh và các chương trình khuyến mại. Ok, em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá miếc của nó đang là 569 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 544 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em về là 25 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ tặng nữa, đó chính là 20 triệu phụ kiện nữa ạ. Còn em muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết năm bánh như nào thì gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường nhá. Vậy thì chiếc xe Honda City bản L này lăn bánh nhân đội giờ đang là 635 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 605 triệu, trả góp thì đang là 178 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 623 triệu, trả góp thì đang là 196 triệu ạ. Đó chính là phần giá xe và tổng lăn bánh ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Honda City bản L, năm sản xuất 2021 này ạ. Anh xin phép giới thiệu ạ. Tiêm giới thiệu cho em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m553, rộng là 1m748, còn cao là 1m467 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m60, còn khoảng sáng cầm xe nó đang là 13,4cm anh em nhá. Rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Có đây giới thiệu cho em về phần đầu xe này. Phần đầu xe của chiếc xe này thì cũng được dập đổ rất là nhiều, giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và rất sang trọng anh em nhá. Điểm nổi bật đó chính là thanh nẹp chrome để chạy kéo dài trước cụm đèn phía trước sang cụm đèn trái sang bên phải, giúp cho chiếc xe đúng phong cách của dòng xe Honda, rất là thể thao, mạnh mẽ và sang trọng em nhá. Về phần cản trước thì cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Honda City bản L này thì nó sử dụng đèn LED em nhá, đèn full LED đấy ạ. Còn giải đèn LED ban ngày rất là dài, giúp cho chiếc xe nó sẽ được sang trọng hơn, thể thao hơn và tinh tế hơn ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần phía dưới này nữa. Bạn này thì nó sẽ không có đèn gầm em nhá, đó chỉ là giả đèn thôi ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về tổng quan về phần đầu xe này. Đây, đầu xe thì của chiếc xe này cũng được rất là sang trọng ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần sườn xe nhá. Phần đường sườn xe của chiếc xe Honda CR-V bản L này thì nó được dập nổi rất là nhiều, tạo ra thiết kế khí động học rất là tốt anh nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về phần bánh xe này. Bánh xe của chiếc xe này nó chính là vành đúc hợp kim nhôm em nhá. Vành của nó vành 16 inch đấy ạ. Đấy. Phanh đĩa cho bánh trước, bánh sau thì vẫn là sử dụng phanh tăng trống em nhá. Đó. Nó sẽ là có phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử ABD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Vành của nó sẽ là vành màu bạc trắng em nhá. Đó. Ok, tiếp theo sẽ giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe. Ở phía trên, ở dưới sẽ là phần nhựa đen em nhá. Có giải đèn LED xi nhan nó bằng đèn LED em ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện và có cả cục gương anh em nhá. Đó. Còn đây, em sẽ giới thiệu cho em về bên sườn xe đây. Về bên phần sườn xe thì bản này nó sẽ không có cái thanh nẹp chrome giống như là các cái phiên bản khác của dòng xe Honda. Và tay lắm cửa thì sẽ là tay lắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có cả nút bấm, rất là tiện lợi cho mình khi mà sử dụng xe đấy ạ. Đó. Khi mà sử dụng xe, sử dụng chìa khóa thì chỉ cần một nút bấm, mình bấm vào thôi là đã mở ra rồi ạ. Đây, tay nắm cửa cho cả bốn cánh cửa nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc xe Honda CR-V này thì phần đuôi xe của nó cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp anh em nhé. Chắc chắn, nhìn rất là chắc chắn, thể thao đấy ạ. Còn về cụm đèn thì cụm đèn của chiếc xe Honda CR-V bản bản L này thì nó là cụm đèn có sử dụng, nó là đèn LED anh em nhé. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. Về tính năng an toàn về phần đuôi xe này thì nó không có cảm biến lùi em nhá. Rất là tiếc không có cảm biến lùi. Duy nhất đó chính là chỉ có cam lùi thôi em ạ. Đó, có cam lùi này em nhá. Đó. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho em về phần chi tiết về cụm đèn này, cụm đèn của nó này. Đấy. Về sự thiết kế, về tinh xảo, về sự thiết kế của nó, về kiểu dáng gọi là bắt mắt dễ nhìn thì chiếc xe Honda
thì nó rất là tuyệt vời. Cụm đèn của nó sẽ chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, tạo ra không gian bên trong cụm đèn này, cảm giác nó sẽ được rất là sang trọng ạ. Đó. Ok, tiếp theo sẽ giới thiệu cho em về phần mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Honda City bản L này thì có gì không, thì em xin phép giới thiệu cho em nhé. Đây. Ở trong đô thị thì chiếc xe này thì đang là 7.29 lít, ngoài đô thị đang là 4.73 lít, kết hợp trung bình chỉ có 5.68 lít thôi em nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về bên nội thất này. Nội thất của chiếc xe Honda City bản L này thì không gian nội thất nó là màu đen, với cặp bên kính cửa đằng này thì là nó chút thêm màu trắng, anh trắng sữa anh em nhá. Đó, và điểm nhấn bên trong nội thất cũng như vậy ạ. Thì tạo ra không gian nội thất nó sẽ được sang trọng hơn anh em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về phần bên hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai sẽ giống như hàng ghế đầu tiên, đó chính là ghế của nó sẽ là ghế lỉ em nhá, và màu đen đấy ạ. Bên cánh cửa có điểm nhấn nó chính là màu đen và kết màu vàng ạ. Hàng ghế thứ hai thì bản này em đánh giá cũng khá là cơ bản thôi, nó không có gì quá nổi bật cả. Hàng ghế thứ hai, đây giới thiệu cho em về tổng quan cho em về hàng ghế đầu tiên này. Về vô lăng thì sẽ là vô lăng ba chấu được bọc da sờ rất mềm mại, tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này, cruise control, đó chính là ga tự động em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về phần màn hình giải trí này, nó sử dụng màn hình cảm ứng 8x em nhá. Đấy, có kết nối điện thoại thông minh này, nghe nhạc này, coi điện này, nhắn tin này, sử dụng bản đồ và ra lệnh bằng giọng nói em nhá. Còn hệ thống điều hòa của chiếc xe này thì là hệ thống điều hòa tự động em ạ. Về hộp số thì chiếc xe này nó sử dụng hộp số tự động vô cấp em nhá, giúp cho chiếc xe di chuyển nó sẽ được rất là mượt mà, êm ái và uyển chuyển ạ. Phanh tay chắc là phanh cơ em nhá. Đó. Ok, giờ em sẽ sang về bên động cơ để giới thiệu cho em về động cơ của chiếc xe Honda City bản L này. Có gì không em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đây em giới thiệu cho em về phần động cơ nhé. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 4 xi lanh thẳng hàng 16 van, với công suất cực đại nó đang là 119 mã lực trên cho 6.600 vòng 9 phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó thì đang là 145 Nm trên cho 4.300 vòng 9 phút em nhé. Đó. Còn đây là chi tiết cho anh em về phần chi tiết về trong động cơ em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về cái màu xanh này, đó chính là nước rửa kính em nhá. Đây, nước rửa kính đấy ạ. Về đây là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng này. Đó, cổ hút thì để lên rất là cao rồi. Acquy nó sử dụng acquy khô em nhá. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh đấy ạ. Ok, giờ em sẽ sang phần tổng thể giới thiệu về tổng thể và cũng như những tính năng an toàn ạ. Đây giới thiệu cho em về tổng thể nhá. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn ạ. Tính năng an toàn của chiếc xe này gồm có hệ thống cân bằng từ xe này, hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EA, hỗ trợ khởi nhanh dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, camera lùi, chức năng chống trộm. Và túi khí thì bản này nó sẽ là có 6 túi khí em nhá. Đó. Về màu sắc xe thì chiếc xe Honda City bản L này thì nó có rất nhiều màu cho em lựa chọn, như màu đỏ mình đang xem ạ, màu trắng ạ, màu bạc, màu titan, màu xanh đậm và màu đen em nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này, chương trình khuyến mại, cũng như là những tính năng option, những cái tính năng cơ bản nhất của chiếc xe Honda City bản L rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Honda cũng như các hãng xe khác nhau ạ, như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ạ. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn mà anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh em nhá. Bởi vì kênh xe bây giờ của em sẽ chuyên về giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.